Xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, những vấn đề nóng nhất về mọi mặt đời sống. Sáng ngày 29 tháng 6 với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, trong đó Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lương cơ bản từ 1,8 triệu đồng một tháng lên 2,34 triệu đồng một tháng kể từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2024. Nghị quyết nêu rõ, căn cứ quyết luận số 83 KLTU ngày 21 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị và báo cáo số 329 BCCP ngày 21 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ, Quốc hội thống nhất thực hiện các nội dung cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Theo đó, nghị quyết nêu rõ thực hiện đầy đủ hai nội dung cải cách tiền lương khu vực doanh nghiệp theo đúng nghị quyết số 27 NQTU gồm điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ Luật Lao động tăng bình quân 6% áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, quy định cơ chế tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đồng thời thực hiện cải cách tiền lương theo nghị quyết số 27 NQTU trong khu vực công theo lộ trình, từng bước thận trọng chắc chắn đảm bảo tính khả thi và góp phần nâng cao đời sống của người hưởng lương, giao chính phủ, triển khai thực hiện các nội dung đã rõ, đủ điều kiện để thực hiện, gồm hoàn thiện chế độ nâng lương, bổ sung chế độ tiền thưởng, quy định nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương, hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập. Điều chỉnh mức lương cơ bản từ 1,8 triệu đồng một tháng lên 2,34 triệu đồng một tháng, tăng 30% từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2024. Quốc hội cũng đồng ý tăng 15% lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hiện hưởng từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2024. Theo đó, người đang hưởng lương hưu trước năm 1995 nếu sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 3,2 triệu đồng mỗi tháng thì điều chỉnh tăng 300.000 đồng một tháng. Người có mức hưởng từ 3,2 triệu đến dưới 3,5 triệu đồng một tháng thì điều chỉnh để bằng 3,5 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, trợ cấp ưu đãi người có công theo mức chuẩn cũng tăng 35,7% từ 2,055 triệu đồng lên 2,789 triệu đồng trên tháng. Mức này giữ nguyên tương quan hiện hưởng các mức trợ cấp ưu đãi người có công so với mức chuẩn trợ cấp chuẩn trợ cấp xã hội tăng 38,9% từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng trên tháng. Lương tối thiểu vùng tăng bình quân 6% áp dụng từ ngày 1 tháng 7. Quốc hội chốt phương án hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Sáng ngày 29 tháng 6, với 454 trên 465 đại biểu tham gia biểu quyết, tán thành chiếm 93,42% tổng số đại biểu quốc hội, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đã được quốc hội thông qua. Theo đó, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày luật này có hiệu lực thi hành, ngày 1 tháng 7 năm 2025 đã chấm dứt tham gia bảo hiểm xã hội, sau 12 tháng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà cũng không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm, có đề nghị thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng phương án được đa số đại biểu lựa chọn cũng là phương án có nhiều ưu điểm hơn như đảm bảo tính kế thừa quy định hiện hành, không làm ảnh hưởng nhiều đến gần 18 triệu người đang tham gia bảo hiểm xã hội nên sẽ hạn chế gây xáo trộn trong xã hội. Phương án này để thể chế hóa đúng tinh thần của nghị quyết số 28 NQTU giảm tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo hướng tăng quyền lợi nếu bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí và hạn chế được tình trạng một người tham gia bảo hiểm xã hội có nhiều lần hưởng bảo hiểm xã hội một lần thời gian qua. Tuy có quy định về việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không mong muốn người lao động yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần. Người lao động cần tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội để đảm bảo an sinh xã hội lâu dài. Như vậy, theo quy định mới sau ngày luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội sẽ không được rút bảo hiểm xã hội một lần. Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ vừa được Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 6 có hiệu lực thi hành ngày 1 tháng 1 năm 2025 đưa ra 27 hành vi bị nghiêm cấm thực hiện, trong đó có quy định về nồng độ cồn. Điều khiển xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ không có giấy phép lái xe. Điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, chất ma túy hoặc các chất kích thích. Xúc phạm, đe dọa, cản trở, chống đối người thi hành công vụ về giao thông đường bộ, đua xe tổ chức đua xe, xúi dục, giúp sức, cổ vũ đua xe trái phép, dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi lái xe, giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia giao thông. Đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không đảm bảo quy định về an toàn kỹ thuật, nhập khẩu sản xuất lắp ráp xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không đảm bảo quy định về chất lượng an toàn, cải tạo xe ô tô loại khác thành xe chở người trừ cải tạo thành ô tô chở người phục vụ mục đích quốc phòng an ninh cải tạo trái phép cố ý can thiệp làm sai lệch chỉ số trên đồng hồ của xe cơ giới xe máy chuyên dùng cố ý can thiệp thay đổi phần mềm điều khiển của xe chở hàng hóa vượt quá khối lượng toàn bộ tải trọng trục kích thước cho phép của xe hoặc vượt quá tải trọng kích thước giới hạn cho phép của đường bộ khi chưa được cơ quan quản lý cấp phép hoặc không đảm bảo yêu cầu theo quy định của luật này vận chuyển hàng hóa cấm lưu thông vận chuyển trái phép hoặc không thực hiện đầy đủ các quy định về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm động vật hoang dã đe dọa xúc phạm tranh giành lôi kéo hành khách chở quá tải quá số người theo quy định của pháp luật lắp đặt sử dụng thiết bị âm thanh ánh sáng trên xe cơ giới xe máy chuyên dùng gây mất trật tự an toàn giao thông sản xuất sử dụng mua bán trái phép biển số xe làm thay đổi chữ số màu sắc hình dạng kích thước của biển số xe làm gián đoạn hoạt động hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình camera lắp trên xe theo quy định của luật này hủy hoại làm hư hỏng làm mất tác dụng thiết bị điều khiển giám sát giao thông đường bộ đặt để chứa ngại vật vật cản khác trái phép trên đường bộ gây mất an toàn giao thông cản trở người phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ lợi dụng lạm dụng nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật lợi dụng chức vụ quyền hạn nghề nghiệp của bản thân hoặc người khác để vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ sử dụng quyền của xe ưu tiên khi không thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật không khai báo khai báo gian dối hoặc cung cấp thông tin tài liệu không đúng sự thật để trốn tránh trách nhiệm khi bị phát hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông bỏ trốn sau khi gây tai nạn giao thông đường bộ để trốn tránh trách nhiệm điều khiển vật thể bay tàu bay không người lái phương tiện bay gây cản trở hoặc nguy cơ mất an toàn giao thông